Quả thật nhiều nhận. Cả dưa này. Tuyệt vời luôn. Mày cho gì vào đây? Cho gì? Ôi. Chắc chắn luôn. Cho gì? Mày ăn thử nhanh. Ăn thử. Vào đây đây. Để bảo đây là nhé. Rồi ra đây. Cái gì đấy? Chơi game. Rảnh không? À, chơi game thì chả rảnh. Đi mua tao cốc chè. Đi mà đi mua. Mày đi không? Có. Ăn không? Có. Đi mua hai cốc chè về đây để ăn. Đây. 10.000 cốc không có dư đâu. Anh làm cốc 5.000. Không. Tao cái cốc to rằng. Đánh đi. Đi. Chết đi cậu. Đáng thiểm như vậy. Vẫn nó chẳng trẻ thật đấy. Chú ngửa hộ em ngay. Chú ngửa lắm. Chú ngửa lặng, chú đòi được ăn. Chú hộ cái. Ui dồi. Đấy. Thằng mình bảo người ta làm đầy ấy. Nhìn con ạ. Đầy thì mới lợi cho mình ấy. Hả? Đầy thì mới lợi. Lợi cái gì? Đàn mà đi đường mà đổ người khác thì có mặt. Ăn cám tất cả lũ. Thôi, chết nhá. Đây. Ra sẵn hết. Anh còn không biết bụng. Đây. Đấy. Ra rồi, ok. Ra rồi đây. Ghê đấy, có tí kinh nghiệm đấy. Tao cái cốc này nó mềm quá. Úi dồi. Ủa là thế. Tuyệt vời, vừa khéo mắt. Thì đó. Thì á. Thì á. Mày đi trên ông túi ông bục thế này, may không rơi. Á. Thì ở đâu? Chứ. Thì không có, người ta quên đưa rồi. Ra lấy kia đi. Anh em mà lấy, em đi mua đấy. Vớt cái mà ngon. Không tạo con nhân tiền. Không vớt được. Kìa. Anh đi bắt rồi. Em. Anh lười thôi rồi đấy. Mỗi cái em lấy tiền thì em đi mua rồi. Tao mất tiền đi. Thế anh đi em mà lấy tiền. Em đi em đợi mãi mới được ấy. Lười. Tao chả gì khác. Ok. Chưa đóng đầy luôn.
Mày cho bét vừa dinh vào đây nhá. Chờ ạ. Mày cho cái này cái gì đâu? Tao không biết. Đi mua giả tao một cốc gì nhá. Anh bị rồi à? Không biết. Người ta đang ăn, đang cho ngon này. Người ta kệ người ta. Mày được vui nước ở nước cả bên đây và bên đây. Không biết. Mày đi mua giả cho tao nhanh lên. Anh bị rồi. Hôm nay anh bị rồi. Đây rồi. Tao giữ cái điện thoại của mày. À đây, tao lấy đồng này thôi. Này, giả này, đồng cổ ấy. Cổ kệ mày. Bây giờ đi mua giả tao cốc chè không? Không. Nhưng mà mày cho cái gì vào đây? Chứ chẳng đồ gì. Ờ thế thôi, tao đi trường. Thôi. Cái tiền này, ôi. Giả đây. 10 đồng mới chè được không? 10 đồng. Giả đây. Hôm nay là cho tao sữa, nghe có vẻ điều điều. Thôi, anh à, điều cái gì mà điều? Có bỏ đồng gì trong không? Không. Ừ, nguyên thật. À, biết đâu mày châm kim vào đây. À, không được. Không anh châm, nếu mà châm kim á, thì bóp cái đèn phỏ trà được không? Này nghe tốt thế. Em không muốn hết, em cho thôi. Được, ok. Em có lòng thì anh cũng có dạ. Thank you.
Ok, xong rồi mọi người ơi. Không, nhưng mà đấy cá tinh lắm. Thế nên bây giờ mình sẽ quét hết. Làm thật đẹp. Mà đấy cá có điểm nhận ngay. Lào ấy cái này đi. Mày bé ăn bát ít thôi. Tuyệt vời, ngon không? Nhạt thế. Còn nhạt nữa. Ăn mặn đái tai của mẹ. Muối trong bếp. Tự lấy. Anh ngon không? Không, tao ăn nhạt rồi. Tao đang muốn để con cái, không ăn mặn được. Lừa nó là một cái... Đấy. Không thấy à? Đây muối bên tường, đây còn muối bên tôm à? Không có đâu, ở dưới kia ấy, dưới trận bát có cái hộp muối đây. Có mang voi không? Không, được voi đầu tiên à. Cái này khó tạo hình quá. Đã bảo ăn mặn đã ai mà ăn mà ăn được. Cả nhà cả cửa còn bát mì tôm trên đôi. Sáng này dạ anh để anh em mình đói kém quá. Thách thu à. Ngon không? Người ta có câu như thế này à, mệt trên đầu gọi là tóc à gì nhỉ à, mày biết tại sao dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc, mà những nơi hiểm hóc thì người ta gọi là lông không? Những
cái lông kiểm hóc ấy thì nó thì cái lông nó à nó hay xoăn hơn à, hiểu không? Dạ. Đâu thì biết chắc là bị kia đấy. Ăn ngon mà, bị cái gì đâu. Tình chân. Cười gì? Ăn được mà, thôi ăn đi em. Đấy, ăn đi. Có cái đâu. Trời ơi. Ăn đi không phí. Thật chó nó không ăn mì tôm đâu. Cười gì mà cười. Ăn đi. Như người ta. Chó người ta không ăn mì tôm đâu. Đấy, ăn đi. Sợ gì. Đây. Đi ho đi, thế đi đi ho đi. Anh cũng cái lông luôn mà. Ở đấy nè. Ừ? Em. Đi đâu? Đi chơi rồi. Chơi đâu? Dàn cô. Đi với. Thôi, anh mà dàn cô thì người ta cười thối mồm. Tao có bị thối mồm đâu, cái điển. Chờ tao tí, chờ tao tí. Chờ tí.